Xin mời quý vị đến với một giọng ca rất là tuyệt vời, rất là nổi tiếng của một người con của quê hương đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Anh đã rất thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Vâng, quý vị có biết là ai không ạ? Vâng, xin mời ca sĩ Duy Phường những ca khúc của mình ạ. Lời đầu tiên cho phép con gửi lời chào đến toàn thể quý thầy và bà con Thuận Tiên, lời chào trân trọng nhất ạ. Để tiếp theo chương trình, con xin gửi đến toàn thể quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, bài hát đã mang tên Quê Hương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rộp bướm vàng bay. Quê hương là cánh diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rộp bướm vàng bay. Quê hương là cánh diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn. Hãy